Me quiere, pues. Ui, đây không nhìn về cái nhà này xinh xắn. Lạnh lắm. Lạnh thì lo chuyện bình thường thôi, định vùng núi mà. Thế rồi đây tớ đi cho ra phải leo dốc à? Một tí thôi. Thận rắn. Chờ em thấy đi trên này thích hơn đi Long Gòn ấy. Rắn là thằn lằn. Long Gòn thì nó nói khỉ gì đâu, nó chỉ một cái city. Ờ, vòng vèo tí hết à? Để đây nhìn trong cảnh nó thật là. Đây không phải là một khu du lịch. Uh-huh. Đây là thành phố sống chứ không phải đâu. Đây là mình đi khu du lịch thì nó khác. Chồng với tay bằng camera đi. Không, rảnh rồi ở đây. Đây là bookshop.
shopping center nào hay không? Không rồi, em đói lắm ấy. Cần gì em ăn được. Anh có bao nhiêu cửa hàng em phải bảo em sẽ đi quay. Ừ. Em thấy em đói đến mức độ gọi là ấp ra đây. Em đói như vậy đúng rồi. À bị. Này, nút đồ của vợ. Cũng ngon phết đấy chứ. I'm sorry.
quay đây này. Thằng rơi cái thấy chưa? Three sister thấy chưa? Ô đây 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 đây. Đường này nó cũng dài lắm, xa lắm đấy. Đấy, nha. Trời ơi, đi này đến bao giờ mới hết được cái khu này. Đấy, nhìn thấy cả cái em đường. Em một cái này để cất nó đi. Anh cất được không? Nhưng mà trong này căn bản có một vài kính này và các thứ của em, thỉnh thoảng em lại lôi ra. Kính rất là cặp này. Thì đi đường này là sẽ rất là khó này, nhiều step. Thế thì mình phải đi đường nào? Bảo chỉ dễ này, như nhau à? Thật á, nhưng mà nó xuống dốc lắm đấy. Xuống dốc một tí nữa mình lên mới khổ đúng không? Ừ. Đi là một đi, không quay trở lại, em đi cứu đi. Ôi chết trời, nhục quá nhỉ. Hay xuống vài bậc này, chụp ảnh rồi. Du lịch nhà nó khổ lắm cái đồ này. Ôi trời. Cái nên bám lên cái ấy. À đây thì có đường bằng, xuống vài bậc rồi nó có đường bằng nè. Bằng rồi lại xuống. Thế anh xuống được bao nhiêu lâu dạ? Ồ, ba ngọn núi kìa. Đấy, đấy chụp cái ảnh đây. Ở đây á, 4 cành cây mất rồi. Trong thủ đang cao. Còn lại đi tiếp tục đi vòng đường kia cơ. Tại vì đấy là em quay lại. Nếu mà tí em muốn quay lại đây. Nhưng cái đường này là khoai hơn. Không? Phải gì? Chuyện núi làm chó có chuyện thoải. Rất thẳng đứng lên đây kìa. Ôi mẹ ơi mệt. Đi này. Có tội. Hoàng đi chỗ nhau mình ấy, nhớ. Là picnic boy. Đây của em là đi lên núi thôi các em. Cao núi bao giờ chả mệt. Đấy, nhìn đi. Nhìn trước mặt đi. Sao cũng muốn đi nữa không? Đi. Why not? Chào mấy kia rồi dùng. Tối dây của cháu không sao chạy. Xong rồi. Bấm đi. Nó đường đây này đi về. Xin lỗi vua chắc phải ấy. Bỏ tiền vào đây, mua Discovery. Nhìn từ trên cao hoặc là đi tàu cũng không đỡ. Mình có thể mua 43 đồng sau đó là đi Railway lên trên top, sau đi Skyway về. 43 thì chỉ lấy một người thôi. Bọn mình đang đi thám hiểm Scenic World trên Blue Mountain. Từ nãy giờ đi bộ mệt quá. Đường thì cứ như là bụi rậm ấy. Rừng rú nhiều. Sáu trăm mét. Thời gian 30 phút đi xuống và 40 phút đi lên, 45 phút đi lên. Đi không? Đi nhỉ? Đi. Đi.
Có 30 phút đi xuống và 45 phút đi lên thôi, yên tâm sẽ đi được. Thả mấy khi đừng đi bộ. Đi ở giữa đường ấy, sẽ là nếu như ngọn một chân ấy. Trời ơi, đi vào đây cứ kiểu như là lạc trong rừng ấy. Chỗ này hình như là hơi mưa hay sao, trơn quá. Không phải ẩm, nó sẽ ướt thôi, rừng. Ôi, đi ngon. Bán thở. Đi được hết, cẩn thận chút thôi. Tại sao? Mình đến thôi, ở đất đá xuống. Lên đây là không khí hơi loãng, là trời hơi thoáng. Tại đi nhiều. Đi bộ nhiều. Không khí nó loãng. Tuệ. Ngồi nghỉ. Đi nó đây rồi. Đi nó đây rồi. Đi nó đây rồi. Đi nó đây rồi. Em nhìn thấy thở mấy sợ quá. Hình như là đi xuống đây là có là phải đi vòng ngược lên đấy. Đúng rồi đấy. Nó thở ra đúng rồi. Thế thôi mẹ mình gọi cấp cứu một. Thế mình dưới đấy là nó cấp cứu thôi. Thì người ta bảo là đi xuống mất 30 phút, đi lên mất 45 phút và lên nó phải phức tạp hơn chứ. Anh chỉ đi xuống không lên đâu. Anh ở đấy luôn đi. Anh xuống cảnh cái gì ạ? Ồ, ở đây có cái kia waterfall kìa. Có hả? Trẻ con nó còn đi được anh. Trẻ con nó mới đi được. Dạ, anh em ngồi đi qua. Nhìn ở ngay kia là ngay gần mình chụp được. Ở trên ngọn kia kìa. Sleep. Do not drink. À, nước không ngủ. Đấy, polluted đấy. Ồ. Đẹp quá, chỗ này có chụp ảnh rồi coi. Ôi, nhìn cái hình còn lá thế như kiểu cái mặt ngô anh. Bây giờ vào động. Đây này bọn nó đạp cái này để đi ra này. Của pano. Đi sát vào đây này. Nhau. Chỗ này nó không có rào nên là ngã cái ra thôi. Ôi giời. Đường này đi bộ đã rồi. Đi Blue Mountain là phải đi bộ rồi. Đối với không khí trên này hay mà. Cho nên bảo kiểu như là đi mấy ngày xưa hay đi với cả bà đi chùa nọ chùa kia đấy. Rồi là yên tử yên tiếc ấy. Ngày xưa mình đi đền Hùng á. Ờ, đền Hùng yên tử. Ống này là ống dẫn nước hay dẫn dầu không biết? Dẫn nước. Dẫn nước và thoát nước luôn. Trời, mỗi lần có một người về nghe chúng nó thở mà em sợ hết cả người. Đúng là giống như đi đền Hùng ấy à. Đi yên tử ấy. Lâu lắm rồi mới ngồi. Mới đi leo trèo như này.
cái ngã cái thôi. Trước là đi ra đâu đây? Đây đường này. Federal Pass. Federal Pass là cái gì? Thế mình đi đường nào? Đường này hay đường này? Đây là nấm. Nấm này. Ôi nhìn trông nấm kinh đấy. Eo ơi kinh quá. Chả biết có độc hay không. Không, nếu mà độc đi cẩn thận không. Ôi thế chân vợ bây giờ không tự kiểm soát được rồi. Đây nó chuẩn bị xuống rồi đấy. Chờ đi, chờ đi. Nào, đi ra nào. Quên là khô nghe đến nước chảy rồi đấy. Vâng. Bắt đầu nghe tiếng nước chảy rào rào rồi đấy. Trời, em tưởng là nó ngắn, cái đoạn đường bậc thang này nó ngắn, ai về. Nó cứ đi hoài mà chả đến hết gì cả. Đi. Như từng bước nhỏ rồi. Ôi trời ơi, waterfall này đẹp thế. Cuối cùng thì cũng đến waterfall. Đẹp thế, cái bầu trời xanh này. Đấy, nó chỉ đến đây thôi. Ôi giời ơi, cẩn thận.
way thì rẽ trái, còn cable way đi thẳng. Còn walkway nó gọi là look inside here. Lạnh quá nhỉ. Trong này không? Đốm lửa tít bên trong mà thợ mỏ. Lửa tật hay lửa giả? Chắc lửa giả thôi. The cartoon by my buồn phá dụng cụ đào mỏ. Come.